Cây giống hoa hồng xin chào tất cả các anh, các chị yêu hoa hồng trên cả nước. Trên màn hình các anh chị đang xem là bông hồng suy ra rát. Các anh chị yêu hoa hồng, ít nhất nên sở hữu một em suy ra rát này nhé. Tín đồ yêu hoa hồng Nhật nhất định sẽ không bỏ sót một giống hồng suy ra rát, rất khỏe mạnh, dễ chăm. Màu sắc thì tím, màu hồng nhiều hơn, màu hồng ánh tím rất chi là đẹp. Cánh nhọn như sen, gần giống với cánh của hoa hồng Jubilee, vì suy ra rát được lai tạo có bố mẹ từ Jubilee và Uncha. Hoa hồng suy ra rát kháng bệnh rất tốt nhé, thích hợp khí hậu của Việt Nam nên sinh trưởng phát triển mạnh mẽ, lập hoa rất nhanh, mùi hương thơm mạnh, bông hoa cho dạng bông chùm, bông cỡ lớn từ 8 đến 11 cm. Hoa hồng suy ra rát có dạng cánh kép từ 35 đến 40 cánh. Là một giống hồng bụi đáng trồng, đáng chơi nhất. Hoa hồng suy ra rát lập hoa quanh năm và lập hoa rất tốt. Các anh chị có thắc mắc gì về giống hồng suy ra rát có thể liên hệ với số điện thoại Zalo 0915 882 513, Facebook Giáp Thùy Nhung, Facebook cây giống hoa hồng. Xin cảm ơn các anh chị đã ủng hộ và theo dõi video.